Xin chào tất cả các em. Chào ngày mới các bạn nhé. Rất vui vì được gặp các em ở trong buổi học ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tuy rằng hôm nay là một ngày nghỉ của chúng mình, thế nhưng mà chị vẫn tổ chức phần phát trực tiếp này, mong rằng là có thể được gặp gỡ những bạn đang chăm chỉ học hành, chăm chỉ ôn tập hướng tới kỳ thi vào 10 nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Ok, xin chào các em nhé. Xin chào các em. Cho chị biết là những bạn nào đã vào theo dõi phần phát trực tiếp ngày hôm nay nè. Những bạn nào chăm chỉ dậy sớm trong ngày nghỉ này nè. Bạn nào mà dậy sớm trong buổi học ngày hôm nay thì đúng là xứng đáng 10 điểm văn luôn đấy nhở. Xin chào các bạn nhé. Rồi, các bạn ơi, bạn nào mà đã vào xem rồi thì các em cũng có thể gửi lời chào đến chị nha. Như là một cách để chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu một ngày nghỉ, bắt đầu một ngày mới thật là hiệu quả nhá. Cảm ơn các em, cảm ơn các bạn đã dậy sớm để chúng ta cùng với nhau học tập, cùng với nhau ôn văn. Và buổi học ngày hôm nay thì vẫn liên quan đến bài văn nghị luận văn học. Cùng với đó là một cái nội dung rất là quan trọng mà chị thấy là nếu như chúng ta biết tới thì các em có thể tạo được điểm nhấn, các em có thể có được một cái cách viết giúp cho bài viết của mình hay ho hơn, ấn tượng hơn. Đó chính là cách để chúng mình phân tích sâu, bình luận sâu, tạo điểm nhấn khi phân tích các bài thơ nhé. Rồi, xin chào bạn Anh Thư, xin chào bạn Thắng Đỗ nha, xin chào các bạn. Rồi, đồng ý. Có lẽ là mình sẽ đợi thêm một ít phút để những bạn nào chúng ta vừa mới dậy ấy, thì các bạn biết đến phần phát trực tiếp của Văn Chị Hiên. Chúng ta sẽ ngồi vào bàn học này, chúng mình sẽ chuẩn bị đầy đủ các cái đồ dùng như là vở ghi, bút viết để bắt đầu học cùng với chị nha. Xin chào các em. Các bạn ơi, cho chị hỏi một câu hỏi nhỏ như thế này. Đấy là đối với kỳ thi vào 10 thì các em sẽ thích là đề thi đưa vào tác phẩm truyện hay là tác phẩm thơ? Các bạn sẽ thích là đề thi đưa vào truyện hay là đưa vào thơ nhỉ? À, bạn Thắng là thích đề thi sẽ cho vào thơ này. Rồi, thế còn bạn khác nào? Cũng thơ luôn. Anh Thư cũng muốn là đề thi đưa vào thơ luôn. Rồi, ở đây nhá, chị thấy là không phải chỉ có hai bạn đâu mà gần như đa số tất cả các bạn ấy thì đều thích đề thi sẽ đưa vào thơ. Có lẽ sẽ vì nhiều lý do khác nhau, nhưng một trong những lý do đấy đó là khi phân tích thơ ấy, có thể mặc dù câu chữ ở trong tác phẩm thơ thì rất là cô đọng, hàm xúc, nhưng khi phân tích chúng ta sẽ có nhiều ý tưởng để ta triển khai, đúng không ạ? Nhưng một trong những cái ý tưởng giúp chúng mình triển khai việc phân tích thơ và giúp cho bài viết được ấn tượng hơn ý, đó là việc chúng ta bình luận sâu về nội dung, về ý nghĩa của câu thơ đó. Vậy thì không biết là từ trước đến nay, lúc mà các em phân tích thơ ấy, các bạn chúng ta sẽ đặt mục tiêu là chúng mình bám sát để nêu ra được những cái đặc sắc nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ đó thôi, hay là chúng mình còn mong muốn là có thể có được những cái sự liên hệ, có được cái việc là chúng mình sẽ nêu ra được ý nghĩa thật là sâu sắc này của câu thơ đó, chỉ ra được giá trị, chỉ ra được cái ấn tượng của câu thơ đó đối với bản thân em. Chị nghĩ rằng là ai thì sẽ cũng muốn là viết được những cái phần phân tích thật là sâu sắc. Thế thì bây giờ các em có thể theo dõi ở trên màn hình nhé. Chúng mình sẽ tìm hiểu về những cái cách phân tích thơ làm sao cho thật là sáng tạo này, thật là sâu sắc này. Đó là những cái ý tưởng để giúp cho chúng mình viết bài không những là để dài hơn mà còn hay ho hơn nữa nha. Đây, chị sẽ mở cho các bạn theo dõi để thấy được nhé. Đây ạ. Đây là phần mà trong cuốn sách khóa học chạy văn hướng dẫn chúng ta để giúp cho chúng ta phân tích thơ.
Ở đây chị chia ra thành những cái công đoạn khác nhau. Công đoạn thứ nhất là chúng mình phải phân tích được những cái biện pháp tu từ, những cái đặc sắc về mặt nghệ thuật ở trong câu thơ đó. Thì đối với việc phân tích này, đây là việc làm cơ bản, đúng không? Phân tích thơ thì phải dựa vào nghệ thuật để chỉ ra nội dung. Bởi thế, thế nên rằng là cái thao tác đầu tiên khi các em phân tích thơ ấy, đấy là các bạn phải thấy được những đặc sắc nghệ thuật, những biện pháp tu từ này hay là những cái từ ngữ đặc biệt, đúng không? Thì khi mà chúng ta thấy được cái đó rồi, chúng ta hiểu được nội dung rồi thì chúng mình có thể diễn đạt ra sao? Các em có thể tham khảo một số những công thức như sau. Thứ nhất này, bằng việc sử dụng cộng với tên của biện pháp tu từ đó, cộng với từ ngữ thể hiện biện pháp đó, tên tác giả đã đem đến cho bạn đọc những hình dung mới mẻ hoặc những hình dung sâu sắc về cộng với đối tượng phân tích. Đây là một cái cấu trúc câu hết sức cơ bản, và trong bài văn của chúng mình thì sẽ cần rất nhiều những câu kiểu như vậy. Ví dụ, bằng việc sử dụng biện pháp điệp từ cấu trúc, bằng việc sử dụng biện pháp điệp cấu trúc qua từ ta làm, ta nhập, Thanh Hải đã đem đến cho bạn đọc những hình dung mới mẻ và cụ thể về ước nguyện muốn hiến dâng cho cuộc đời. Đúng rồi đấy, chính xác. Có rất là nhiều bạn mà ngày hôm nay chúng mình tuy rằng là ngày nghỉ nhưng mà các bạn vẫn chăm chỉ dậy sớm. Đúng rồi, đấy, thế nên rằng là chị gửi lời khen tới tất cả các em nha. Các bạn hình dung ra chưa ạ? Đấy, thì ở đây, đây là công thức thứ nhất. Gọi là công thức nhưng các bạn cứ hiểu là một cái sự gợi ý để giúp cho chúng ta có thể hiện thực hóa được, chúng mình có thể triển khai được ý tưởng của chúng ta. Ví dụ, khi mà các em phân tích về khổ 4 của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ ấy, chúng mình biết là phải chỉ ra biện pháp điệp để thấy được cái ước vọng mãnh liệt của nhà thơ. Chúng mình biết là như thế nhưng chưa biết viết như thế nào ấy, thì các em có thể áp dụng cái công thức như chị vừa mới hướng dẫn. Bằng cộng với nghệ thuật thì tác giả A đã thể hiện nội dung gì? Đó, đồng ý không? Hay là chúng mình nêu về tác giả trước, tác giả A đã khéo léo sử dụng biện pháp B để đem đến những hình ảnh độc đáo về và cộng với cả nội dung, đúng không? Thì ở đây chị ghi ra rất là nhiều những cái cách để chúng ta phân tích về nghệ thuật, về nội dung của đoạn thơ. Nhưng đó không phải là cái mấu chốt, cái trọng tâm ở trong buổi học ngày hôm nay. Cái trọng tâm ở trong buổi học ngày hôm nay ấy, đó là bên cạnh những cái cách viết như thế này thì khi mà em muốn bình luận, muốn phân tích sâu hơn thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây, có lẽ rất là nhiều bạn muốn viết được những cái bài văn dài, muốn có được những cái phần phân tích dài. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc dài, chúng ta còn muốn nó hay ho, ấn tượng nữa cơ, đúng không? Nên là các em sẽ chú ý vào đây nhá. Bên cạnh cách phân tích dẫn chứng thì chúng mình sẽ còn có cách bình luận sâu về dẫn chứng nữa. Có một số cách và những cách đơn giản nhất. Chúng ta đi từ những cách đơn giản nhất như sau. Thứ nhất, đó chính là chúng ta gắn dẫn chứng hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. Gắn dẫn chứng với hoàn cảnh sáng tác nghĩa là sao? Mỗi tác phẩm thì có một hoàn cảnh sáng tác riêng, và cái hoàn cảnh ấy sẽ có tác động ít nhiều đến với ý nghĩa, nội dung của bài thơ. Thêm nữa là ở trong cái hoàn cảnh sáng tác đó thì nội dung của bài thơ ấy giúp cho chúng ta còn cảm nhận được về vẻ đẹp trong tâm hồn, trong tình cảm, cảm xúc của người cầm bút nữa. Bởi vậy, gắn dẫn chứng với hoàn cảnh sáng tác là một cách để chúng ta nhấn mạnh hơn ý nghĩa của câu thơ. Thì ví dụ như là khi mà chúng ta phân tích về bài thơ về tiểu đội xe không kính của tác giả Phạm Tiến Duật, thì chúng ta thấy là bài thơ này được ra đời trong những năm kháng chiến chống Mỹ vô cùng ác liệt. Giả dụ như chúng mình cần phải phân tích những câu thơ cuối cùng nhá, trong khổ cuối nhá, không có kính rồi xe không có đèn,
Không có môi xe, thùng xe có xước. Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước. Chỉ cần trong xe có một trái tim. Chúng ta đã phân tích xong những cái đặc sắc nghệ thuật, đã chỉ ra được nội dung chính của khổ thơ đó, chính là ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt của những người lính lái xe, đúng không? Nhưng bây giờ mình muốn viết sâu sắc hơn nữa. Mình muốn nhấn mạnh được là những câu thơ này không những thể hiện nội dung ấy, mà với nội dung như thế, ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế, thì những câu thơ này giống như là bài ca lên đường của những người lính lái xe vậy. Nghĩa là cứ trước khi lên đường thì họ cùng ngồi lại với nhau và đọc cho nhau nghe bài thơ này, đặc biệt là khổ cuối này, cái tính khích lệ, cái tính nhấn mạnh của khổ thơ cuối là điều không thể phủ nhận được. Vậy chúng mình hãy đặt nó trong hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Đồng ý không? Rằng đây là một tác phẩm ra đời trong những năm kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là trong những năm tháng mà những tiểu đội lái xe, những tiểu đoàn lái xe ấy, họ phải làm việc miệt mài này, họ phải vượt qua mọi khó khăn gian khổ, họ phải chiến thắng cả những cái sự hy sinh rất là khốc liệt trên tuyến đường Trường Sơn để vẫn vững tay lái, đúng không? Để vẫn đưa những đoàn xe ra trận. Nhà thơ Phạm Tiến Duật đã chia sẻ đó là thời điểm mà ông sáng tác bài thơ này ấy, là thời điểm mà những người chỉ huy họ đang phải tìm cách làm sao để vực dậy tinh thần của những người lính lái xe, để bảo vệ tinh thần của họ, để giữ vững tinh thần của họ, bởi vì những năm tháng ấy hy sinh nhiều quá. Đồng ý không ạ? Hy sinh rất nhiều khi mà quân Mỹ chúng thả bom, rồi chúng làm đủ mọi cách để phá hoại cái tuyến đường Trường Sơn ấy, thì bộ đội ta, hay cụ thể ở đây chính là những cái tiểu đội lính lái xe, họ không những là bị tàn, những chiếc xe bị tàn phá đâu, mà các em hiểu đấy, chắc chắn là bộ đội ta hy sinh cũng rất là nhiều. Thế nên về mặt tư tưởng, về công tác tư tưởng chính trị là phải làm sao để cho người lính vẫn vững tay lái, phải làm sao để cho người lính tuy tiếp xúc hàng ngày, nhìn thấy trực tiếp trước những cái sự hy sinh đó mà họ vẫn kiên cường, họ vẫn quyết tâm hướng về miền Nam phía trước. Thì bài thơ này được ra đời như là một cách để động viên, như là một cách để vực dậy, như là một cách để khẳng định tinh thần của người lính lái xe. Đồng ý không? Thế thì chị lấy ví dụ để khi mà chúng ta diễn đạt nhé. Về mặt bản chất phương pháp viết này, thì cái cách viết này đó là chúng ta nêu lên hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm. Sau đó thì chúng mình sẽ chỉ ra cái gì ạ? À, sau đó thì chúng ta sẽ chỉ ra là cái sự liên quan, rồi ý nghĩa của hoàn cảnh ấy, của hoàn cảnh ấy. Đối với nội dung của dẫn chứng thơ. Ok không? Hay nói cách khác là nội dung ý nghĩa của dẫn chứng thơ ấy thì thể hiện điều gì liên quan đến hoàn cảnh sáng tác. Nhưng chỉ ra như vậy là chưa xong. Ta chỉ ra như vậy là để ta khẳng định ý nghĩa hiện thực của dẫn chứng thơ, hoặc là để chúng ta khẳng định tài năng của tác giả. Đấy, ví dụ, đồng ý không? Ví dụ. Cách viết này giúp cho chúng ta có thể viết thêm một đoạn khá dài đấy. Đó, nếu như mà chúng ta thường xuyên là phân tích thơ nhưng mà không biết cách nào để viết dài hơn hay hơn thì dùng cách này rất là hữu hiệu. Ví dụ như là đối với việc phân tích khổ cuối của bài thơ về tiểu đội xe không kính nhá. Thì chúng mình có thể viết như sau này. Trước tiên là chúng ta vẫn phải phân tích như bình thường, tức nghĩa là phân tích nội dung nghệ thuật xong thì chúng mình mới bình luận sâu, chứ không phải là chúng mình chỉ bình luận không nhỉ.
chúng mình vẫn phải đảm bảo cái sự phân tích về nội dung nghệ thuật cái cơ bản nhất ấy. Đấy, thì sau khi phân tích xong như thế rồi thì chúng ta bắt đầu có cái sự bình luận sâu như sau này. Đặt trong hoàn cảnh ra đời. Của bài thơ. Ta mới thấm thía hơn nữa. Ý nghĩa khích lệ. Những dòng thơ sâu sắc này. Bây giờ thực hiện theo đúng các bước nhé. Nêu hoàn cảnh sáng tác, đúng không? Tác giả Phạm Tiến Duật. Sáng tác thi phẩm. Trong những năm vô cùng khốc liệt. Của kháng chiến chống Mỹ. Đúng không? Đó là khi những tiểu đội lính lái xe hoặc là những tiểu đoàn vận tải đi phải trải qua không ít những hy sinh khổ. Dường như có những lúc mục tiêu miền Nam trở nên quá xa xôi. Đúng không ạ? Nhá, cụ thể hơn này, những chiếc xe bị tàn phá nặng nề. Những người lính bị thương và hy sinh anh dũng. Đấy, khi thực tế rất cần những liều thuốc tinh thần thì đó là khi thơ ca được chấp bút. Đó, bây giờ chúng mình nêu ra nhá. Bước 1 là nêu xong hoàn cảnh sáng tác rồi này. Bước 2 làm gì đây ạ? Bước 2 là chỉ ra cái sự liên quan, chỉ ra ý nghĩa của hoàn cảnh, chỉ ra tác động của hoàn cảnh đối với nội dung của cái dẫn chứng thơ này, đúng không? Thì bây giờ mình chỉ ra này, đấy là cái hoàn cảnh này nó có tác động tới nội dung của đoạn thơ, nó như là nguồn cảm hứng ấy. Nó như là một cái yêu cầu tất yếu thôi thúc tác giả viết nên những vần thơ này. Nên để nêu ra điều đó thì chỉ có một câu liên kết là khi thực tế rất cần những liều thuốc tinh thần thì đó là khi thơ ca được chấp bút. Nhà thơ Phạm Tiến Duật hoặc là hoàn cảnh khắc nghiệt, hoàn cảnh khốc liệt. Thôi thúc nhà thơ. Cũng là một người lính đấy. Đang trực tiếp chiến đấu. Dùng tài năng của mình để thổi hồn vào tác phẩm thơ hoặc để thổi hồn vào thi phẩm. Đem đến lời khích lệ. Động viên sâu sắc tới ý chí, tới tinh thần quyết tâm cho người lính.
đúng không? Đó, nha. Hoàn cảnh khốc liệt thôi thúc nhà thơ cũng là một người lính đang trực tiếp chiến đấu, dùng tài năng của mình để thổi hồn vào thi phẩm, đem đến lời khích lệ, lời động viên sâu sắc tới ý chí, tinh thần, quyết tâm của những anh lính lái xe. Bởi vậy, khổ thơ cuối cùng với một câu kết ngắn gọn mà lắng đọng. Mộc mạc mà sâu sắc. Chỉ cần trong xe có một trái tim. Đã trở thành lời khích lệ, lời hiệu triệu lời động viên mạnh mẽ nhất mỗi khi người lính bắt đầu vận tải của mình. Ok chưa? Nhá. Đấy. Rồi hoặc là các em cũng có thể viết là bởi vậy khổ thơ cuối cùng với một câu kết ngắn gọn mà lắng đọng, mộc mạc mà sâu sắc, chỉ cần trong xe có một trái tim đã trở thành bài ca lên đường của những tiểu đoàn vận tải thời bấy giờ. Ok chưa? Ví dụ như thế nhá. Các em hình dung ra không? Đúng rồi, hôm nay là buổi cuối của chiến dịch dậy sớm ôn văn. Chiến dịch này thì thật ra được tổ chức từ tuần trước, nhưng do một số những cái lý do nên là có 2 buổi chị không tham gia được cùng với các bạn. Đấy, thì trong tuần này chiến dịch vẫn tiếp tục được duy trì và hôm nay là buổi cuối cùng rồi. Chúng ta có khoảng 4 buổi. 4 buổi. Đấy. À đâu, 5 buổi chứ. À 4 buổi, 4 buổi chị xin lỗi. Một buổi là chúng mình học về cách viết mở bài này, một buổi là cách viết kết bài này, một buổi là cách phân tích những cái dẫn chứng truyện, những nhân vật điển hình và buổi hôm nay là buổi để phân tích thơ. Thì chị thấy là cái cách phân tích thơ thì nhiều bạn đã nắm được rồi, nhưng những cách để chúng ta có thể bình luận sâu hơn, để khai thác các cái ý tưởng khi mà mình phân tích thơ giúp cho bài thứ nhất là được dài hơn này, thứ hai là cũng đặc sắc hơn nữa, sáng tạo hơn nữa thì lại nhiều bạn chưa biết được. Bởi vậy mà chị tập trung nói về điều đó thay vì việc là hướng dẫn các em viết những câu văn nêu ra nội dung nghệ thuật của một dẫn chứng thơ. Đồng ý không? Thì vừa rồi chị có lấy ví dụ và hướng dẫn cho các bạn về cách đầu tiên, đấy là cách mà chúng mình nêu ra hoàn cảnh sáng tác, gắn dẫn chứng với hoàn cảnh sáng tác để hiểu thêm được một cái khía cạnh nữa về mặt ý nghĩa của dẫn chứng ấy, để xem là ý nghĩa của dẫn chứng ấy thì nó thể hiện điều gì cho hoàn cảnh ra đời. Đồng ý không? Nó thể hiện điều gì cho mục đích của tác giả khi sáng tác trong cái hoàn cảnh đó. Thì chị đã lấy ví dụ, đầu tiên là chị nêu ra cho các em thấy được cách viết nha. Chúng mình sẽ nêu lại về hoàn cảnh sáng tác chứ không phải là nêu một cái cách liệt kê hay là thuyết minh ra đây. Mà không phải nêu lại là bài thơ ra đời vào năm bao nhiêu, khi ấy tác giả đang làm gì, khi ấy đất nước như thế nào. Đồng ý không? Mà chúng ta sẽ chỉ chọn cái thông tin liên quan nhất giữa hoàn cảnh với cả nội dung của dẫn chứng đấy thôi. Sau đấy thì chúng mình sẽ chỉ ra sự liên quan đó. Nha, ok chưa? Rồi chúng mình sẽ khẳng định ý nghĩa của dẫn chứng. Từ việc chúng ta nhận ra nội dung, từ việc chúng ta nhận ra hoàn cảnh ra đời của dẫn chứng đấy ấy, thì chúng mình sẽ hiểu được là à, tác giả viết dẫn chứng này để làm gì, đúng không? Đấy nhá, thì chị đã lấy ví dụ đối với việc phân tích khổ cuối của bài thơ về tiểu đội xe không kính, thì sau khi mà phân tích xong nội dung nghệ thuật của đoạn thơ đó xong, chúng ta có thể bình luận đấy là đặt trong hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Đợi chị một chút để chị thu bé lại nhìn cho nó trọn vẹn cả trang giấy nhá.
Đây ạ, đặt trong hoàn cảnh ra đời của bài thơ, ta mới thấm thía hơn nữa ý nghĩa khích lệ của những dòng thơ sâu sắc này. Tác giả Phạm Tiến Duật. Sáng tác thi phẩm trong những năm vô cùng khốc liệt của kháng chiến chống Mỹ, đó là khi những tiểu đoàn vận tải phải trải qua không ít những hy sinh, gian khổ, dường như có những lúc mục tiêu miền Nam trở nên quá xa xôi. Những chiếc xe bị tàn phá nặng nề, những người lính bị thương và hy sinh anh dũng. Khi thực tế rất cần những liều thuốc tinh thần thì đó là khi thơ ca được chấp bút. Hoàn cảnh khốc liệt thôi thúc nhà thơ cũng là một người lính đang trực tiếp chiến đấu, dùng tài năng của mình để thổi hồn vào thi phẩm, đem đến lời khích lệ, động viên sâu sắc tới ý chí, tinh thần quyết tâm của những anh lính lái xe. Bởi vậy, khổ thơ cuối cùng với một câu kết ngắn gọn mà lắng đọng, mộc mạc mà sâu sắc, chỉ cần trong xe có một trái tim, đã trở thành lời khích lệ, lời hiệu triệu, lời động viên mạnh mẽ nhất mỗi khi người lính bắt đầu nhiệm vụ vận tải của mình. Đó, nhá. Đấy cũng đã là một cái ý tưởng để giúp cho chúng ta bình luận sâu hơn rồi, đúng không nào? Không phải là chúng ta cố bôi ra thêm những cái điều gì mình đã từng viết, mà ở đây là chúng ta nêu ra một cái ý tưởng mới, nêu ra một cái nội dung mới. Thì các em đã hình dung ra chưa nào? Các bạn đã hiểu cách viết này chưa? Chúng mình đã hiểu cách viết này chưa ạ? Các bạn ơi, phản hồi cho chị biết nào. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng mà chị thấy ở đây có đến gần 30 bạn đã vào xem này. Rất là tuyệt vời. Các bạn có thể gửi lời chào đến chị nhá. Các bạn vào xem mà chị không biết các bạn tên là gì luôn này. Rồi, các bạn ơi, phản hồi giúp chị biết là các em đã hiểu cách viết này chưa ạ? Có áp dụng được không? Hay là em đã từng áp dụng cách này chưa? Các bạn đã từng áp dụng cách này khi chúng mình phân tích thơ chưa ạ? Bên cạnh việc thả tim thì có thể bình luận cho chị biết được không? Cho chị biết là các em cũng đang theo dõi này, các bạn cũng đang lắng nghe này. Đấy, và các em cảm thấy như thế nào? Rồi, đó nha. À, chị đã thấy phản hồi của bạn Thúy Phương này. Các bạn khác nào? Đây là một cách nha. Nghĩa là vẫn còn những cách khác nữa. Thế nên là nếu như mà kem, không biết là các bạn có muốn là khám phá thêm những cách khác không? Đấy, bởi vì là chị thấy các bạn chỉ lắng nghe không thôi nên cũng không biết là ý muốn của các em như thế nào. Đây là một cách nha. Ngọc Anh ơi, em chưa hiểu ở phần nào nhỉ? Em chưa hiểu ở phần nào, em có thể nêu rõ hơn để chị hướng dẫn lại nào. Vừa rồi thì chị đưa ra một trong những cách để chúng ta bình luận sâu hơn về một dẫn chứng thơ. Đó là khi mà chúng ta đã phân tích xong những yếu tố nội dung và nghệ thuật rồi nhá. Bây giờ mình muốn bài văn của mình dài hơn, hoặc là muốn có một cái ý tưởng nào đó sâu hơn, đào sâu hơn về nội dung ý nghĩa của cái dẫn chứng ta vừa mới phân tích xong ấy. Thì một trong những cách đó là chúng ta sẽ gắn dẫn chứng đấy với hoàn cảnh sáng tác nha. Rằng là mỗi tác phẩm có một hoàn cảnh sáng tác riêng, và cái hoàn cảnh đó sẽ có những cái tác động không ít tới nội dung ý nghĩa của những vần thơ đấy. Ấy, nên cách viết của chúng ta là nêu hoàn cảnh này, sau đấy là chỉ ra cái sự liên quan, sự tác động giữa hoàn cảnh với cả nội dung của đoạn thơ, của dẫn chứng thơ, và cuối cùng là khẳng định một lần nữa ý nghĩa hiện thực của những câu thơ đó, hoặc là khẳng định về tài năng của tác giả. Rồi, thế nên rằng là bạn Bùi Chi cũng đã nắm được này. Thế thì còn với bạn Ngọc Anh, em chưa hiểu phần nào, em có thể nêu rõ giúp chị nha. Trong lúc mà bạn Ngọc Anh nêu ra những cái băn khoăn của mình thì chị sẽ đi đến việc nêu ra thêm một số những cách nữa để các em tham khảo nhé. Chúng ta có cách thứ hai này, cách đầu dòng thứ hai này. Bên cạnh việc gắn dẫn chứng với hoàn cảnh này, Ngọc Anh đã hiểu rồi. Ok, thế bây giờ mình đến với cách thứ hai nhá. Bên cạnh cách gắn dẫn chứng với hoàn cảnh sáng tác thì chúng ta cũng có thể là gắn dẫn chứng
với phong cách sáng tác của tác giả. Ok không? Thì ở đây, đặc biệt là đối với những bài thơ hiện đại ấy, thì việc mà gắn dẫn chứng, việc mà các tác giả thể hiện phong cách sáng tác của mình trong tác phẩm là điều rất thường xuyên khi mà chúng ta đọc thơ. Đúng không ạ? Chúng ta thấy điều đó rất là rõ. Nghĩa là các tác phẩm thơ ấy, thì thể hiện rất rõ phong cách sáng tác, thể hiện rất rõ cái đặc điểm riêng trong ngòi bút của mỗi tác giả, trong ngòi bút của mỗi thi nhân. Ví dụ như là bài thơ Đồng Chí thì thể hiện rất rõ cho một cái chất thơ lắng đọng này, hàm xúc của tác giả Chính Hữu, đúng không? Hay là bài thơ về tiểu đội xe không kính thì thể hiện rất rõ cho chất thơ phóng khoáng, mạnh mẽ, ngang tàng, tinh nghịch của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Rồi bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá thì thể hiện rất rõ cho một ngòi bút giàu trí liên tưởng, tưởng tượng, sử dụng rất là đặc sắc những cái lối hình à, những cái lối liên tưởng này, những cái lối phóng đại trong hình ảnh thơ. Hay là bài thơ Bếp Lửa thì thể hiện rất rõ cho phong cách thơ của Bằng Việt, một cái chất thơ mộc mạc, gần gũi, giàu tình cảm và hướng tới những cái đề tài là những kỷ niệm thuở thiếu thời và những ước mơ tuổi trẻ đấy. Đấy, hay là bài thơ Viếng Lăng Bác thì cũng thể hiện rất rõ cho một cái chất thơ giàu tình cảm, giàu cảm xúc của nhà thơ Viễn Phương. Hay là bài thơ Nói Với Con thì cũng là một bài thơ thể hiện rất rõ cho phong cách thơ với cái lối tư duy giàu hình ảnh của con người miền núi mà Y Phương vẫn luôn theo đuổi. Đấy, ý của chị ở đây đấy là khi mà chúng ta nêu ra được, khi mà chúng ta nắm được phong cách sáng tác của các tác giả thì khi đọc các tác phẩm thơ ấy, mình thấy rất rõ cái phong cách đó. Bởi vậy, nếu như mà em muốn đào sâu hơn, muốn bình luận về nội dung, ý nghĩa của một câu thơ nào đấy, của một đoạn thơ nào đấy, em có thể nêu ra phong cách sáng tác của tác giả như là một cách để thấy được một cái khía cạnh nữa trong vẻ đẹp của những câu thơ. Thì cách viết của chúng ta là gì? Cách viết của chúng ta, trước tiên là chúng ta sẽ nêu phong cách sáng tác của tác giả đó. Sau đấy, chúng mình sẽ diễn đạt để làm sao khẳng định được cái dẫn chứng thơ ta đang phân tích ý. Là một minh chứng thể hiện cho phong cách mà chúng ta đã nêu. Khẳng định xong như vậy rồi, chưa đủ nha. Chúng ta phải rút ra được từ đấy thì ta càng thấy được tài năng của tác giả này. Hoặc là giá trị của dẫn chứng thơ này. Ví dụ khi phân tích về bài thơ Nói Với Con đi, phân tích phần 2, sau khi mà mình phân tích xong những câu thơ người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Mình đã nêu ra được cái đặc sắc của những câu thơ này, đó là Y Phương đã sử dụng lối tư duy giàu hình ảnh của con người miền núi trong hình ảnh là tự đục đá kê cao quê hương để diễn tả một cách vừa cụ thể vừa sâu sắc tinh thần tự lực tự cường, tinh thần xây đắp phát triển và nâng tầm quê hương của những người đồng mình. Đúng không ạ? Chúng mình đã chỉ ra xong như thế rồi. Thì bây giờ mình muốn phân tích sâu hơn thì mình có thể bình luận đó là Y Phương là một ngòi bút chân thật, giàu suy tư và đặc biệt là ông sử dụng chính cái bản sắc, ông sử dụng chính cái lối tư duy của đồng bào mình, của dân tộc mình để viết trong từng tác phẩm. Bởi vậy mà những vần thơ của Y Phương là những vần thơ mà ông viết cho chính mình, viết cho đồng bào, viết tới mọi người, gửi tới mọi người. Và đối với bài thơ Nói Với Con, đấy đầu tiên là mình nêu phong cách của Y Phương xong rồi nhá. Bây giờ mình khẳng định cái dẫn chứng thơ mình đang phân tích là một minh chứng thể hiện cho phong cách này.
thì chúng mình có thể nêu. Và những câu thơ như người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương là thì làm phong tục, chính là minh chứng cho phong cách sáng tác độc đáo ấy. Nhắc tới Y Phương là người ta nhớ đến những câu thơ này, là người ta nhớ đến cái lối tư duy giàu hình ảnh. Bởi vậy mà bài thơ Nói Với Con nói chung và những câu thơ này nói riêng vẫn luôn luôn là một minh chứng, hoặc là vẫn luôn luôn là những gì ấn tượng nhất mà Y Phương ghim lại, hoặc là mà Y Phương để lại trong trong trái tim của bạn đọc về một hồn thơ dân tộc Tày, hoặc là về một hồn thơ đậm chất Tày, đậm chất dân tộc. Đấy, ví dụ như thế nhá. Thế là mình cũng đã có thêm 3 đến 4 câu để mình phân tích sâu hơn về câu thơ đó, để mình một lần nữa khẳng định tài năng của tác giả Y Phương, khẳng định cái chất thơ độc đáo của ông thông qua việc phân tích những câu thơ này. Nhớ nha, mặc dù là chúng ta đang bình luận sâu về dẫn chứng, nhưng chúng ta không được đi quá đà, không được xa đà nhiều quá. Bởi vì nếu như mà các em xa đà chỉ tập trung vào việc nêu ra phong cách sáng tác của tác giả, và rồi sẽ khiến cho cái đoạn phân tích của chúng mình bị lạc đề đấy, bị lạc hướng, bị sai mục đích. Ở đây chúng ta chỉ là bình luận sâu hơn thôi, chỉ là một cái sự thêm thắt vào để giúp cho bài văn của mình ấn tượng hơn, chứ không phải là một cái sự thay đổi trong mục đích viết nhé. Mục đích của chúng mình vẫn phải là bám sát vào vấn đề nghị luận. Ban đầu chúng ta phân tích là để làm rõ được vẻ đẹp của đoạn thơ đấy, thì chúng mình vẫn phải giữ vững mục đích đó. Để rồi khi mà ta bình luận sâu ấy, thì cuối cùng chúng ta vẫn phải khẳng định được vẻ đẹp của những câu thơ này, chứ không phải là chúng ta sa đà sang hẳn cái việc là dùng bài thơ, dùng câu thơ để minh chứng cho phong cách của tác giả nha. Đấy, nên là các bạn viết theo cách nào chúng ta cũng cần phải có một cái sự khéo léo, cũng cần phải có một cái sự cân đối trong bài viết của mình nha. Đó, đấy là cách mà chúng mình gắn dẫn chứng với phong cách sáng tác của tác giả. Hoặc là có một cách nữa, có một cách nữa, đấy chính là việc chúng mình gắn dẫn chứng. Một cách nữa, đó là chúng ta sẽ gắn dẫn chứng. Đầu tiên là mình gắn dẫn chứng với hoàn cảnh ra đời rồi này. Chúng mình gắn dẫn chứng với phong cách sáng tác của tác giả rồi này. Thì bây giờ chúng ta gắn dẫn chứng với đặc trưng của thơ. Nói cách khác, mở rộng hơn nữa thì chính là chúng ta sử dụng kiến thức lý luận văn học để bình luận sâu hơn. Ra, hai cách bên trên cũng là chúng ta vận dụng kiến thức lý luận rồi đấy. Nhưng bên cạnh những cái kiến thức đấy ấy, thì đi vào những tác phẩm cụ thể, ở những hoàn cảnh cụ thể, có thể chúng ta sẽ có những cái kiến thức lý luận văn học khác nữa để ta vận dụng. Đặc biệt, đấy chính là kiến thức về đặc trưng của thơ ca. Thơ ca thì có những cái đặc trưng riêng, phân biệt nó với những thể loại khác. Như là thơ ca thì là tiếng nói của tình cảm con người, là sự giải bày, là sự gửi gắm tâm tư, đúng không? Thì thơ ấy là tiếng lòng, nghĩa là ở thơ ca thì nó đặc sắc ở chỗ, nó đặc biệt ở chỗ là ở tình cảm, cảm xúc của người viết được thể hiện rất nhiều. Thơ ca bắt nguồn từ cảm xúc, từ những sự rung động trong trái tim của thi nhân, để rồi lại tạo nên sự rung động trong trái tim của bạn đọc. Đấy, đấy là một trong những đặc trưng của thơ. Hay là đặc trưng về ngôn ngữ thơ thì luôn có cái sức lắng động, luôn có cái sự hàm xúc trong ngôn ngữ thơ. Nghĩa là một hình ảnh, một từ ngữ nhưng mà gợi lên nhiều ý nghĩa ấy. Nó khác với cả ngôn ngữ truyện. Ngôn ngữ truyện thì thường sẽ tường minh hơn, sẽ rõ ràng hơn. Nhưng mà đối với ngôn ngữ thơ, với những cái sự gò bó trong dung lượng này, trong vần nhịp này, thì những từ ngữ được tác giả sử dụng trong thơ ấy, không những tạo ra vần nhịp mà nó còn hàm xúc rất nhiều những ý nghĩa sâu xa. À, thì cái kiến thức này chúng ta có thể sử dụng để bình luận khi mà phân tích những cái câu thơ sâu sắc, những câu thơ mà có nhiều nét nghĩa ấy. Đấy, đấy, và chỉ cần sau khi phân tích xong hết những cái nét nghĩa của nó thì chúng ta có thể có thêm một số những cái câu bình luận, đó là gì ạ? Ý nghĩa sâu xa hoặc là những cái lớp nghĩa sâu xa của câu thơ này càng khiến chúng ta
thấm thía hơn, trân trọng hơn những câu thơ thể hiện đặc trưng của thể loại, đúng không ạ? Đấy, rằng thơ là tiếng lòng của người nghệ sĩ, ngôn ngữ thơ luôn có một sức luôn có một cái sức mạnh nhất định, luôn có được một cái sự hàm xúc dư ba. Thì đối với câu thơ này, đấy chúng mình nêu ra rõ hơn cái sự hàm xúc của câu thơ là như thế nào, đúng không? Đấy, nhá, rồi chúng mình có thể đưa ra những cái nhận định mà liên quan tới đặc trưng của thơ để chúng ta có thể bình luận, để chúng ta giúp cho cái phần phân tích của mình được sâu sắc hơn các bạn nhá. Đấy. À, chị không nhá, chị không gửi cái file này đâu. Thế nên rằng là các em có thể chủ động giúp chị ghi chép lại các cái từ khóa chính để chúng ta áp dụng trong quá trình mình viết nha. Và đó là những cái cách cơ bản, những cái cách rất là đơn giản mà chị tin rằng là chỉ cần các em biết đến thôi là các em đã có thể viết được rồi. Tuy nhiên, để có thể thực hành được những cách này thì chị khuyên là chúng ta nên viết thường xuyên này. Các em có thể viết ra xong đó là đọc lại, sau đó là tiếp tục trau chuốt, tiếp tục chỉnh sửa cho phần mà mình đã viết để mình quen hơn, để mình nhuần nhuyễn hơn, để mình nhận ra những chỗ nào còn khó khăn, mình tìm cách khắc phục để tránh trường hợp là khi đi thi em mới dùng đến những cách này thì sẽ có không ít những cái sự lúng túng đấy. Nên sau buổi hôm nay khi mà đã biết đến những cái cách để bình luận sâu về những dẫn chứng thơ rồi ấy, thì các bạn hãy thực hành đi nhá. Đó, hoặc là các em có thể nếu như mà các em chưa biết cách luyện đề như thế nào, đúng không? Đấy, bây giờ em biết rất nhiều cách viết nhưng mà em cần có một cái bộ đề này, cần có những người chấm chữa cho mình này, thì các bạn cũng có thể là tham gia khóa học luyện đề cùng với chị. Một khóa học mà chị thấy nhiều bạn 2K9 hỏi lắm. Thì hôm nay chị cũng giới thiệu luôn để các bạn nắm được. Thì khóa học luyện đề của chúng ta là chúng ta sẽ luyện cùng với nhau 15 đề. Và trong quá trình luyện đề đó, trong quá trình chữa đề đó ấy, thì cũng tương tự như buổi ngày hôm nay, cứ đến với những cái tác phẩm, đến với những đề bài khác nhau thì chị cũng sẽ cung cấp những cái ý tưởng để các em không những là phân tích cơ bản mà chúng ta còn có thể đào sâu hơn, chúng ta còn có thể tạo được điểm nhấn trong bài viết của mình đối với đề bài đó. Và chị tin là cách đấy sẽ giúp cho chúng ta có thêm được kinh nghiệm, có thêm được cái sự trải nghiệm trong quá trình viết của mình, để rồi khi đi thi mình sẽ nhuần nhuyễn hơn, mình sẽ tự tin hơn, đồng ý không? Đó, thì khóa luyện đề đang bắt đầu học rồi các em ạ. Nên bạn nào mà còn đang phân vân thì chúng ta nhanh tay nhắn tin về cho chị để được tư vấn rõ hơn nha. Hôm nay tuy rằng ngày nghỉ nhưng mà các chị vẫn sẵn sàng giải đáp những cái thắc mắc của các em đấy. Hay là nếu như mà bạn nào chúng ta không những là chỉ muốn luyện đề mà còn tổng ôn lại kiến thức thì đừng quên là chị còn có khóa học chạy văn nha. Khóa học để giúp cho chúng mình ôn lại toàn bộ kiến thức trong chương trình lớp 9. Khóa học đã bắt đầu học buổi đầu tiên vào ngày hôm qua rồi đấy. Nên là nếu chúng ta còn chần chừ là sẽ cứ như thế thời gian trôi qua và rồi trong khóa học là ôn được hết các tác phẩm thì đến lúc đó rất là đáng tiếc đấy nha. Thế nên là đừng ngần ngại nếu như em có băn khoăn gì về học phí này, về lộ trình học này, đấy cần giải đáp rõ hơn điều gì về những khóa học hiện tại phục vụ cho việc ôn thi của các bạn 2K9 thì có thể nhắn tin về cho chị nha. Rồi, sẽ còn rất nhiều những kiến thức bổ ích hơn nữa này, bên cạnh những kiến thức như ngày hôm nay chị chia sẻ ở trong các khóa học này đấy. Nên chị mong là có thể được gặp lại các em ở trong khóa học luyện đề hoặc là khóa học chạy văn của các bạn 2K9 nha. Hôm nay cũng là buổi cuối cùng của chiến dịch dậy sớm ôn văn, tập trung vào mảng nghị luận văn học, tập trung vào phần phương pháp viết. Trong những buổi học vừa qua, chị biết là có những bạn rất là chăm chỉ dậy sớm cùng với chị, cùng với học văn chị Hiên. Nên chị muốn gửi lời cảm ơn tới các em. Cảm ơn thứ nhất không phải là chỉ bởi vì các bạn vào học cùng với chị, mà quan trọng là bởi vì các em đang rất nghiêm túc và nỗ lực cho cái hành trình ôn thi của mình. Chị tin là những cái kết quả tốt sẽ đến với những người thực sự cố gắng, thực sự chăm chỉ. Chúng ta sẽ xứng đáng với những gì mà chúng ta đã bỏ công bỏ sức ra để ôn tập đấy. Nên là hãy cùng với học văn chị Hiên hướng tới kỳ thi vào 10 của chúng mình với những kết quả thật cao, với cái sự quyết tâm cao nhất. Và hãy chủ động tìm hiểu những cách học hoặc là tìm hiểu những khóa học để chúng mình có được những người đồng hành, có được một cái quá trình ôn thi hiệu quả nha. Còn bây giờ thì phần phát trực tiếp của chị phải kết thúc tại đây rồi. Rất cảm ơn các em đã tham gia cùng với chị trong buổi ngày hôm nay, trong những buổi học trước nữa.
Và hẹn gặp lại các bạn trong những khóa học của Văn Trị Hiên nha. Tạm biệt các em. Bye bye.